quý vị và các bạn đang nghe bản audiobook của cuốn tiểu thuyết Xin lỗi em chỉ là con đĩ của tác giả Tào Đình. Giọng đọc được thực hiện bởi công nghệ trí tuệ nhân tạo AI do công ty Trái Thị Vàng sản xuất. Ngay sau đây, mời quý thính giả đón nghe phần nội dung tiếp theo của cuốn truyện. Phần 6 có tựa đề Chiếc nhẫn kim cương bị lãng quên. Khi Hạ Âu bước ra khỏi cổng trường, kinh ngạc thấy tôi, vừa mừng rỡ vừa ngạc nhiên. Sao anh lại đến đây? Đến đón bạn gái tan học, không được sao? Tôi bước đến, mở cánh cửa xe cho cô, như một quý ông chính hiệu. Tan lớp, sinh viên dường như đàn ông vỡ tổ, Hạ Âu nhanh chóng trở thành tiêu điểm. Cô không giấu nổi vẻ tự hào. Tôi cũng vui. Thực ra là anh định vào xem cái giường sắt trong ký túc của em là loại rách nát gì. Giọng tôi nghiêm túc nhưng mắt cười. Làm sao mà không giận cái giường ngủ trưa ở ký túc của cô được, làm cho lưng và eo con gái nhà người ta bầm tím. Chỗ bầm tím rất rộng, lại sẫm màu, tôi nhìn thật lòng đau đớn. Tôi vẫn thường thấy Hạ Âu lén lấy rượu nóng chườm những vết bầm tím trên eo và lưng ở nhà. Mỗi lần tôi đòi giúp, cô đều vội nói, tay anh mạnh lắm, sợ em càng đau hơn. Vì thế sau tôi cũng không hỏi thêm. Mình đi thăm mẹ em đi, cô chợt đề nghị, tôi cũng vui vẻ ừ. Qua một cửa hiệu, tôi dừng xe bảo phải đi toa, lét. Thấy dáng tôi có vẻ buồn đi lắm rồi, cô bảo anh cứ tạm tìm toa, lét của tiệm này đi. Cô ấy nói sẽ chờ tôi trên xe. 10 phút sau tôi đi ra. Trong túi áo tôi đã có thêm một chiếc nhẫn kim cương. Mở cửa xe, lòng vui sáng như bầu trời Hy Lạp. Khi ánh nắng ấm áp chiếu qua cửa xe, tôi nhìn Hạ Âu bên tôi, nét mặt trẻ trung của cô cũng sáng ngời hạnh phúc. Có lẽ vì niềm vui trong tim, tôi luôn thấy chiếc hộp vuông nho nhỏ trong túi áo cựa quậy. Trái tim phiêu lãng 30 năm của tôi giờ sẽ quy thuộc trong một phút. Tôi sẽ, trong bữa tối, mang cho Hạ Âu một lời thề sáng lóng lánh, cho cô một niềm tin rực rỡ, và cũng sẽ mang cho tôi người vợ xinh đẹp nhất. Sao anh cứ cười mãi thế? Hạ Âu hỏi. Tôi cuống, vì tôi không biết cách che giấu tâm sự khéo như cô. Tất cả đã hiện lên trên nét mặt tôi. Hạ Âu nhìn thấy tôi cười ngượng nghịu. À, có gì đâu, để không làm cô nghi ngờ. Tôi nói thêm, anh đã trở thành tổng đại lý toàn khu vực Tây Nam. Hàm ý của tôi là chồng em tiền đồ rộng mở. Hạ Âu im lặng, cô rất không thích hỏi về công việc của tôi. Tôi cũng không thích để cô lo nghĩ về phần tôi. Mặt cô hướng về cửa sổ xe, chờ đến lúc xuống xe. Chúng tôi đã sống cùng nhau 2 năm rồi, thế mà tôi vẫn không cách gì hoàn toàn nắm giữ trái tim, suy nghĩ của cô. Vui đấy, muộn sầu đấy. Mẹ cô và cô lại nồng nhiệt thân mật một lúc, rồi mẹ cô đi vào bếp. Lòng tôi bắt đầu bấn loạn, tôi chẳng biết nên mở miệng thế nào để cầu hôn. Đột ngột, một tiếng rơi ầm trong bếp, tiếng bát vỡ nhọn hoắt, tiếng một vật đổ xuống. Tôi và Hạ Âu cùng lúc nhảy bổ vào bếp. Mẹ cô ngã trên sàn, đã ngất đi. Mẹ, mẹ! Hạ Âu hoảng hốt chạy tới, vội vã tìm cách nâng đầu mẹ dậy. Để yên, có lẽ tràn máu não rồi. Tôi biết tôi buộc phải bình tĩnh hơn Hạ Âu, bởi trường hợp này khả năng tử vong cao. Em mau đi gọi xe cấp cứu. Cô vội vã chạy ra, mặt lộ vẻ khủng khiếp. Lúc đó thật ra tôi cũng hoảng. Tôi nhẩm đi nhẩm lại trong lòng, Hà Niệm Bân, bình tĩnh, Hạ Âu lại chạy tới. Tôi cẩn trọng để người mẹ nằm gọn lại, để đầu mẹ quay qua một bên cho bà dễ thở. Sau đó nới lỏng áo khoác của bà, rồi mở cửa sổ. Tôi kêu Hạ Âu mang khăn lạnh tới. Bỗng dưng tôi nhìn thấy eo mẹ Hạ Âu, một đám bầm tím y hệt như của Hạ Âu, giống y hệt. Tôi lặng đi, quên mất tôi đang định làm gì. Bây giờ làm gì đây? Hạ Âu nhìn tôi cầu cứu, giọng run rẩy. Cô tưởng như tôi là cọng cỏ cứu mạng. Tôi nhìn thấy nước mắt cô đang tuôn hoảng loạn. Chúng nhắc nhở tôi, thời gian đã gấp lắm rồi. Đặt khăn lên trán mẹ, tôi ra lệnh. Sau 5 phút, đã nghe thấy tiếng thở phì phò của bà. Tôi cũng bắt đầu trở nên tuyệt vọng. Tôi nhớ đến hoàn cảnh mẹ tôi ngã tràn máu não 6 năm trước. Sau khi thở phì phò, chỉ vài giây sau bà tắt thở. Tôi cần phải làm mọi cách để cứu bà mẹ đáng thương này. Nhưng những vết thâm xanh mà tôi nhìn thấy làm đầu óc tôi hỗn loạn. Tôi gượng giữ tinh thần, kêu Hạ Âu mang khăn tới. Cô hay ướt. Cô cuống quýt. Sư bố cô ngu như lợn. Ướt thì làm được gì, tất nhiên là khăn khô.
Tôi bực mình vì sự vụng về của cô đến cực độ, to giọng chửi cô. Hạ Âu chững lại một giây rồi lao vào buồng. Nhanh lên, tiên sư cô còn ngồi trang điểm mà. Không nhịn được tôi lại chửi. Tiếp lấy chiếc khăn run rẩy của Hạ Âu, tôi vội vạch miệng mẹ cô ra, lưỡi bà đã bắt đầu rũ xuống. Tôi vội vã dùng khăn bọc lưỡi, nhẹ nhẹ kéo ra ngoài. À. Chiếc xe cứu thương chết tiệt đến sau 10 phút. Sau đó Hạ Âu khóc, méo đi theo xe tới bệnh viện. 10 phút nữa, tình dữ đến, mẹ cô đã đi rồi. Tôi ngồi phủ phục trên đất mất một lúc. Tôi nghĩ tới người mẹ chết vì tràn máu não, rồi lại nghĩ đến mẹ Hạ Âu, sự trùng hợp tình cờ. Mẹ! Tôi kêu lên với bóng tôi đen đặc ngoài cửa sổ, nước mắt bắt đầu lã chả rơi. Tôi thấy đau vô cùng, ôi những người thân quanh tôi. Trong óc tôi hiện lên những cảnh tượng ngày tôi thơ ấu. Hồi đó nhà có ba anh em, tôi là út. Mẹ thương tôi nhất, khi nấu cơm thường kéo tôi ngồi bên. Thức ăn chính tôi thích nhón vài miếng ăn trước. Mẹ lấy tay phát nhẹ vào đầu tôi, mắng đồ mèo ăn vụng. Tay mẹ nhẹ lắm, mẹ mắng vẫn cười. Tôi lại nghĩ đến mẹ Hạ Âu, vẫn thường gắp miếng ngon nhất cho tôi, nghiêm giọng bắt tôi ăn hết. Giọng nghiêm mà nồng hậu yêu thương. Nỗi đau lớn lao khiến tôi quên phát chiếc nhẫn kim cương và vết bầm tím trên eo lưng kia. Vài ngày sau tôi mới gặp Hạ Âu ở cổng trường, cô tiều tụy như ngọn lúa héo. Khi nhìn tôi, mắt cô mới có chút thần, tuy vẫn trống rỗng. Hạ Âu, tôi gọi khẽ, nỗi thương xót như tảng đá lăn từ đỉnh xuống vực sâu. Tôi sắp không gánh nổi rồi. Về nhà với anh đi, em còn anh. Cầm tay cô, dọc đường về Lạng Yên.